Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Hợi, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Hoa Xuyến Kim, ngày Tân Hợi, tức Can Sinh Chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Hoa Xuyến Kim, Kỷ Tuổi, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Hợi, lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi, thành mộc cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Phổ Họ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương, xấu mọi việc, sao Tiểu Hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc, sao Câu Trận, kỵ về an táng, sao Ngũ Hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Độc Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn làm gì cũng được, thuận buồm xuôi gió nhờ có được quý nhân giúp đỡ. Trong ngày thứ 6 này, mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tý có được sự hài hòa, tình cảm được tốt đẹp, không phải là tự nhiên mà có được. Với bạn tuổi Tý luôn biết cách cư xử khéo léo để không làm mích lòng ai cả. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có những chuyển biến tích cực về phương diện tài chính. Với bạn tuổi Tý có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ những ngành nghề tay trái của mình hay là công việc làm thêm. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho những vất vả của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này nhắc nhở bạn cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là các bộ phận về não bộ, thận, bàng quang và các bộ phận liên quan tới đường sinh dục. Với bạn tuổi Tý, hãy nhớ là sức khỏe là một trong những vốn quý nhất của con người nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió nhờ có quý nhân giúp đỡ.
Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao có được sự hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có chuyển biến tích cực về phương diện tài chính. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ ngày tay trái. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 75, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy dưới sự tác động của tỷ kim chiếu mệnh, điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu có thể phải đối mặt với họa thị phi. Điểm báo tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có người ganh tị với những gì mà bạn đã đạt được và có thể họa đang bắt đầu đặt điều nói xấu bạn. Bạn tuổi Sửu, bạn không cần phải để ý tới những lời nói đố quá nhiều, chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình vì vẫn còn rất nhiều việc đang chờ bạn ở phía trước để xử lý nhé. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Sửu đó là khi đảm đương cùng lúc nhiều công việc quá thì bạn nên phân loại theo sự ưu tiên, xác định những công việc mà bạn có thể làm ngay bây giờ và giải quyết chúng một cách triệt để và nhanh chóng sẽ tốt hơn nhiều so với việc cố gắng hoàn thành toàn bộ các công việc cần phải làm một cách nửa vời nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này nhắc nhở bạn cần phải chú ý tới gia đình của mình nhiều hơn, đặc biệt là hãy lắng nghe nửa kia của mình tâm sự. Có thể trước đây bạn đã quá quyết đoán, luôn tự mình xử lý mọi việc, khiến cho người ấy cảm thấy không được tôn trọng. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có thể sẽ phải đối mặt với họa thị phi do kẻ tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nên tập trung vào các nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nên phân loại công việc theo sự ưu tiên và khả năng hoàn thành. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải chú ý tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên dành thời gian để lắng nghe nửa kia của mình tâm sự. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở, điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày mang theo nhiều tin vui về tài lộc và những cơ hội hợp tác làm ăn rất đáng giá. Bạn mệnh tuổi Dần trong ngày này may mắn tìm được đối tác phù hợp, đôi bên cùng chung lý tưởng và bổ sung khuyết điểm cho nhau, cùng nhau phát triển, hứa hẹn sẽ thu được nhiều lợi nhuận trong tương lai. Với bạn tuổi Dần trong ngày này có thừa sự táo bạo, dám nghĩ, dám làm, nhưng đôi khi lại quá vội vàng khi đứng trước những quyết định quan trọng. Chính vì thế, việc lựa chọn người hợp tác là điều vô cùng quan trọng với bạn. Do đó, tìm được một người, một đối tác bình ổn và cẩn thận là điều mà bạn luôn cần phải ghi nhớ ở trong lòng bạn tuổi Dần nhé. Cùng trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính quan trợ vận, điều này sẽ giúp cho công việc của bạn diễn ra có nhiều phần suôn sẻ, nhờ các thần này gánh đỡ cho những rắc rối, phiền phức, hóa giải nguy cơ có thể xảy ra và tạo cơ hội cho mình. Bạn mệnh chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra là bạn sẽ nhận được kết quả không đến nỗi nào nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đón tin vui về tài lộc với những cơ hội hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, may mắn tìm được đối tác phù hợp,
cùng chung lý tưởng, tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ đôi khi quá vội vàng khi đứng trước những quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, công việc trong ngày hôm nay được suôn sẻ, không gặp phải sự cố hay là rắc rối gì. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, chỉ cần làm đúng theo kế hoạch mà bạn đã đề ra. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 91, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày có vận trình hung cát đan xen. Ngày này với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh, che chở cho bạn, giúp cho bạn đón đào hoa nở rộ. Nhưng trong ngày cũng có thiên quan là hung tần chiếu mệnh, điều này sẽ gây ra những rối ren phiền phức khó có thể giải quyết được. Trong ngày này, đối với những người đã có đôi có cặp thì sẽ có được một ngày yên bình, ngọt ngào, tình cảm ngày càng thêm nồng đượm, thời gian chỉ càng khiến cho tình yêu được thăng hoa, đôi lứa bên nhau quấn quýt không rời. Ngày hai bạn bàn luận về chuyện tương lai cũng sẽ là chuyện không còn xa xôi nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thiên quan quấy phá. Điều này sẽ khiến cho bạn phải căng mình ra để chống đỡ, xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh do kẻ xấu đứng sau, giật dây phá hoại. Và dù bạn luôn chăm chỉ làm việc, nhưng vì bị hãm hại mà có thể với bạn sẽ phải chịu những đánh giá không tốt từ phía cấp trên, lãnh đạo nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, vận trình trong ngày hôm nay hung cát đan xen. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đào hoa nở rộ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng đượm. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đôi lứa bên nhau quấn quýt không rời. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tiểu nhân quấy phá, phiền phức khó có thể giải quyết được. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chịu những đánh giá không tốt từ phía cấp trên. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 78, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài án ngữ, điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thìn đang có điểm báo có thể sẽ mất một khoản tiền vì lý do nào đó. Trong ngày này, bạn tuổi Thìn rất có thể bị kẻ khác chia mắt, buông lời lừa gạt, bản mệnh có thể sẽ vướng phải cạm bẫy mà điên dâng hết tiền bạc của mình cho kẻ đó. Do đó, trong ngày này, bạn tuổi Thìn cần phải cẩn trọng trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, kẻo lại gặp phải xui xẻo, mất tiền hao của nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân khá là muộn phiền vì chẳng những tiền bạc bị thất thoát mà đến cả con đường tình cảm cũng không được như ý muốn. Bạn đợi chờ bao nhiêu lâu nhưng tới cuối cùng thứ mà bạn nhận lại được không được như ý muốn của mình, có nhiều chuyện rắc rối cùng nảy sinh khiến cho bạn muốn buông bỏ cuộc tình đơn phương bấy lâu nay nữa. Trong ngày thứ 6 này, đối với những người đã có gia đình cũng sẽ có những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng cũng khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi vì khúc mắc không hồi kết giữa hai vợ chồng. Hai người khó lòng, thấu hiểu và thông cảm cho nhau, thay vào đó là trách móc không ngừng và nói những lời khiến cho đối phương bị tổn thương nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này,
tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ mất tiền vì những lý do khó hiểu. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ sẽ bị lừa gạt, vướng phải cạm bẫy khiến cho tiền bạc bị thất thoát. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc cần phải cẩn trọng trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim đối với những người độc thân mòn mỏi vì tình đơn phương vô vọng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, người đã có gia đình cũng mệt mỏi vì khúc mắc giữa hai vợ chồng chưa được tháo gỡ. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 57, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày phải đối mặt với những mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Không phải là đồng nghiệp bất đồng quan điểm, không hiểu ý nhau thì đôi lứa cũng khúc mắc khó giải quyết, bạn bè giận dỗi nhau nhé. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn nhảm nhí làm hại tới uy danh, uy tín của bản thân mình. Những chiêu trò mà đối phương gây ra sẽ làm chậm bước tiến trên con đường công danh, sự nghiệp của bạn. Vì vậy, bạn tuổi Tỵ cần phải cảnh giác. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong ngày này cũng sẽ có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Đôi lứa vì những hiểu lầm mà xảy ra sự tranh cãi, con đường tình duyên của những bạn đang còn độc thân cũng không được thuận lợi cho lắm. Người độc thân mệt mỏi với những lời thúi giục từ phía bố mẹ, họ hàng, nhưng thực sự bản mệnh chưa tìm được người phù hợp, cũng không muốn phải tạm bợ yêu một ai đó không phù hợp với mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đồng nghiệp bất đồng quan điểm, không hiểu ý nhau. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc cần để phải đề phòng những kẻ tiểu nhân tung tin đồn nhảm nhí. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đôi lứa vì những hiểu lầm mà xảy ra sự tranh cãi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đối với những người đang còn độc thân, mệt mỏi với những lời xúi giục từ phía gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Điều này làm cho bạn đang trải qua một ngày cái chuyện tình cảm rất dễ xảy ra chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng không tránh được những khi lục đục, nhưng điều cần phải làm lúc này là với bạn tuổi Ngọ không phải là hơn thua bằng những lời nói, mà là trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ của nhau nhé. Một khi rắc rối đã nảy sinh, và dù ai đúng, ai sai, bản mệnh cũng nên chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài, chỉ khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng, ảnh hưởng tới tất cả thành viên trong gia đình mà thôi. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này lại nhờ có được thiên ấn chiếu mệnh che chở cho bạn, cho nên với bạn lại dễ đạt được những thành tích cao trong các ngành nghề như là nghệ thuật, nghiên cứu, khoa học, dịch vụ. Bạn cần phải biết nắm bắt cơ hội trước mắt mình, đừng có để cho thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc bạn tuổi Ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa hãy chủ động làm hòa khi có những mâu thuẫn nổ ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, sự nghiệp có những bước phát triển tích cực. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc hãy nắm bắt những cơ hội thuộc về mình.
Vậy đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 56, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn đón nhận một ngày tràn ngập những niềm vui và may mắn, cát khí lan tràn. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn có được vận quý nhân nâng đỡ cho bạn trên nhiều chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện được năng lực cá nhân của mình một cách thuận lợi nhất có thể. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có tỷ kim nhập cục. Điều này làm cho bản mệnh có phần trở nên cứng cáp và dứt khoát hơn trong những quyết định của mình. Bản mệnh xác định được điều mình muốn mà không chịu ảnh hưởng của những người xung quanh, quyết đi theo con đường mà mình đã lựa chọn. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn lại có phần bị giảm sút. Đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn dậm chân tại chỗ trong các mối quan hệ vì lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Với bạn tuổi Mùi, bạn nên dành thêm thời gian cho cuộc sống cá nhân để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình nữa nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim đón một ngày ngập tràn may mắn, cát khí lan tràn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy được quý nhân nâng đỡ trên nhiều chặng đường về công danh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ trở nên cứng cáp và dứt khoát hơn trong những quyết định của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc vận trình tình cảm bị giảm sút đối với những người đang còn độc thân, dậm chân tại chỗ. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ đẩy cái tôi của bạn lên quá cao và từ đó hàng loạt những rắc rối sẽ kéo đến với bạn. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn khăng khăng với những suy nghĩ và nhận định của mình, bắt mọi người phải nghe theo nhưng lại gạt bỏ đi ý kiến của người khác. Và dù có mâu thuẫn nổ ra với bạn tuổi Thân cũng ngang ngược bảo vệ điều mà mình cho là đúng nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân đang gặp ngày có thương quan ám hại. Điều này sẽ làm cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay bị xuống dốc thê thảm. Bản mệnh tuổi Thân cần phải tập trung nhiều hơn trong công việc, nếu không sai lầm nối tiếp sai lầm, bản mệnh có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ mà mình gây ra, khó bề vớt vát lại được thành công trong quá khứ nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy. Điều này cho thấy với những bất đồng trong quan điểm sống có thể sẽ trở thành mâu thuẫn, khiến cho mối quan hệ tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên xa lạ. Bạn mệnh tuổi Thân muốn hàn gắn lại mối quan hệ như thuở ban đầu nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn của mình nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy gặp rắc rối vì cái tôi cá nhân quá cao. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa khăng khăng với suy nghĩ và nhận định của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Đỏ Thổ ngang ngược bảo vệ điều mà mình cho là đúng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc vận trình công việc bị xuống dốc thê thảm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim bất đồng trong quan điểm sống có thể sẽ trở thành mâu thuẫn trong gia đình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc,
Mão Ánh Kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay, đặc biệt là những bạn đang còn độc thân, khá là tốt đẹp. Bạn mệnh tuổi Dậu có thể sẽ thể hiện được sức hút, sức hấp dẫn của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng. Và bạn tuổi Dậu, bạn là người rất ấn tượng, hãy cho đôi bên cơ hội để tiếp xúc và trò chuyện nhiều hơn nhé. Trong ngày thứ sáu này, nếu như bạn đã có gia đình thì bạn luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa. Và bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng nữa. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho công việc làm ăn của bạn mệnh trong ngày hôm nay phát triển rất tốt, nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Với bạn có thể sẽ tìm được những hợp đồng hoặc là những mối hợp tác làm ăn hứa hẹn. Còn đối với những người làm công ăn lương, cũng tiếp tục cố gắng rồi bạn sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy cởi mở với những người tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tiếp tục cố gắng để đạt được thành công hơn nữa. Về đánh giá cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 67, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và điều này sẽ khiến cho mọi chuyện với bạn sẽ trở nên rắc rối hơn. Ngày này, con đường tài lộc của bạn tuổi Tuất bị cản trở, việc kiếm tiền của bạn cũng kiếm được nhưng khó giữ được tiền trong tay và nguyên nhân bắt nguồn từ chính sự chủ quan và cả tin của bạn. Với bạn dễ dàng dâng tiền cho kẻ xấu mà không kiểm tra lại, cẩn thận thông tin trước đó. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ không hề thuận lợi cho cái chuyện tình cảm của bạn. Trong ngày này, đối với những người đã kết hôn, dễ dàng xảy ra mâu thuẫn với người bạn đời của mình. Và với bạn tuổi Tuất, bạn nên bớt lại lời để tránh xung đột gay gắt xảy ra và nếu cần thì nên cho nhau không gian riêng để điều chỉnh lại tâm trạng của mình cái đã. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, đối với những ai đang còn độc thân, hãy cứ bình tĩnh vì lúc này dù bạn thấy có những tín hiệu khả quan nhưng cuối cùng những mối quan hệ đó cũng không mang lại kết quả gì tốt đẹp cho bạn. Cả hai còn nhiều điều chưa hiểu về nhau, chớ vì vài cảm xúc nhất thời mà vội vàng đưa ra những quyết định vội vàng bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc bị cản trở, tiền bạc khó giữ được trong tay. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, dễ dàng dâng tiền cho kẻ xấu mà không kiểm tra lại cẩn thận. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, những người đã kết hôn dễ xảy ra mâu thuẫn với người bạn đời của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên bớt lời lại để tránh xung đột gay gắt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đối với những người đang còn độc thân, chớ vì cảm xúc nhất thời mà vội vàng quyết định. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022.
Vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Hợi Hợi tự hình. Điều này sẽ làm cho tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay đôi lúc bị xáo trộn và trở nên bất an, nóng vội. Thậm chí trong ngày này với bạn tuổi Hợi còn có thể tranh cãi với cấp trên, ảnh hưởng tới tiến độ công việc của mình. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi là bạn nên kiểm soát tốt lời nói và hành vi của mình để không cả giận mất khôn nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi, dường như bản mệnh đang có quá nhiều suy nghĩ bi quan, bất bình với mọi thứ, thành ra bạn cảm thấy mình quá vất vả mà lại không nhận được sự đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, với những suy nghĩ nóng vội cũng dễ khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm trong ngày hôm nay. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, điều này sẽ làm cho sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm, sức đề kháng của cơ thể bị giảm xuống, rất dễ mắc các bệnh thiêu mùa. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải tích cực rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, bên cạnh đó cần phải có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tâm trạng bị xáo trộn, trở nên bất an, nóng vội. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, dễ xảy ra tranh cãi với cấp trên, ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên kiểm soát tốt lời nói và hành vi của mình để không cả giận mất khôn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có nhiều suy nghĩ bi quan, cảm thấy bất bình với mọi thứ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, sức đề kháng của cơ thể giảm xuống, rất dễ mắc bệnh. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!